có vô gì. Đóng cửa lại, khóa lại. Mày không phải khóa khỏi tay tao. Thằng em rồi nè. Đâu đây? Chưa kẹt rồi. Ta là giúp mày, ta sẽ giả. Không chơi vậy. Em giả bội thôi. Nhỏ ngoài thế này đi. Mà là và xin chào các bạn đã đến với phần 2 của đại dịch zombie. Mình phải giới thiệu mà sợ lũ zombie nó vẫn còn quay vũ nữa nè. Không giả bộ đây không vậy các bạn ơi, mình đã khóa rồi. Mình biết ngay mà nên mình sẽ quý ngủ. Hey. Đây. Rồi xong rồi đó. Tao hơi mạnh. Để tao ném lại. Chơi cái gì mày? Chơi. Rồi dùng qua tao, dùng qua tao, dùng tao tao. Và thế chúng mình chơi. Để tao cũng đá to. Ừ, mày vô. À, rồi mày dục vô đi. Tao cho mày trong đó là cái chìa khóa mở chỗ của chú tại bóng đêm đó mày. Ủa sao mày tốt vậy? Mày zombie mà. Tao cho mày chút nữa. Tao giờ zombie khác giết mày thì tao không biết, tao nhà tao không có lỗi trong đó đó. Ok, cảm ơn mày. Thằng zombie này tốt thiệt. Mày giờ bắt yếu quá. Má ơi, thôi tao đi cái rồi. Zombie đang ra này. Mình dừng video tại đây nha mọi người. Cảm ơn các bạn, những video sau, bye bye.